Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 20 tháng 10 năm 2021 về việc người đàn bà mang danh chị Đại quận 4 được vận động đi khám sức khỏe. Các cơ quan chức năng đã vận động chị Đại quận 4 đi khám sức khỏe do nhiều lần ra đường không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm. Ngày 20 tháng 10, Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Hội Phụ nữ và các cơ quan chức năng quận 4 vận động chị N.T.N, sinh năm 1988, ngụ quận 4, đi khám sức khỏe. Chị N được cư dân mạng đặt biệt danh là chị Đại quận 4. Hiện chị N đang sống cùng với con gái và mẹ ruột trong một căn nhà nhỏ ở quận 4. Điều khiến cư dân mạng quan tâm là chị N nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính do không đeo khẩu trang nơi công cộng, không đội nón bảo hiểm khi lưu thông. Các lần ra đường và vi phạm chị N đều dẫn theo con gái. Qua tìm hiểu, các cơ quan chức năng ghi nhận chị N hay cáu gắt to tiếng với lực lượng công vụ nếu bị xử phạt hoặc đưa về trụ sở công an. Lần đầu tiên chị N gây xôn xao mạng xã hội là ngày 31 tháng 5. Lúc đó, chị N dẫn con gái vào cửa hàng tiện lợi để đóng tiền điện nhưng do chị không đeo khẩu trang nên nhân viên từ chối phục vụ. Khi công an phường đến, chị N gay gắt: mắc gì phải đeo khẩu trang, tôi nói không có dịch là không có dịch. Sau đó, chị N bị phạt 2,4 triệu đồng do không đeo khẩu trang nơi công cộng. 2 tháng sau, ngày 9 tháng 8, chị N chở con gái từ quận 4 sang quận 1 nhưng không đội nón bảo hiểm. Lúc này, lực lượng công an đã phát hiện xử phạt chị N do vi phạm lỗi không đội nón bảo hiểm và không đeo khẩu trang với số tiền 3,5 triệu đồng. Đến ngày 31 tháng 8, lực lượng công an quận 4 khi đang làm nhiệm vụ lại phát hiện chị N chở con gái ra đường không có lý do chính đáng, không đội nón bảo hiểm nên đưa về công an phường làm việc. Trong những buổi được đưa về trụ sở công an, chị N luôn cho mình đúng và ra đường có lý do chính đáng, mặc dù khi được hỏi thì chị không trình bày được vì sao mình ra đường. Các cơ quan chức năng đã tìm hiểu gia đình chị N và đã động viên mẹ chị N cũng như chị N cùng đến những cơ sở y tế phù hợp để khám sức khỏe. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên: mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K.